chị ơi, hôm nay mẹ Hà rất là vui nha. Các bạn bạn biết là mẹ Hà vui vì lý do gì không? Đó là em trai của mẹ Hà ấy, là cậu của bạn Min này này, vừa thi đại học xong và đã có kết quả đây. Và cậu ý thì là trúng tuyển vào trường đại học mở ở Hà Nội á. Thế nên là mình với cả một em trai của mình nữa thì đã quyết định đó là sẽ mua tặng cho cậu Hải một chiếc máy tính. Bây giờ con còn muốn đi tìm máy tính tặng cậu Hải không? Thế bây giờ nhá, con mời các anh chị cùng đi với con để xem mua cậu Hải cái máy tính gì nhá. Được không? Con có bóng bay. Thế đây con có bóng bay đẹp, các anh chị nhìn thấy em có bóng bay đẹp không nào? Bây giờ thì cùng theo chân em Minvy đi xem là cái máy tính nào sẽ phù hợp với cả cậu Hải nhá. Cậu Hải thì sẽ học cái ngành công nghệ bưu chính viễn thông á, thế nên là cái loại máy nào mà phù hợp với cậu ấy chắc là bây giờ mẹ con Hải phải đi xem thôi. Bây giờ đi thôi. Bây giờ mình đến quán máy tính rồi, bây giờ thử vào máy tính xem chọn máy tính nào nhá. Các bạn ơi, ở đây thì có rất là nhiều máy tính này. Chào các bạn, thì các bạn có sử dụng máy tính không? Ở đây có rất là nhiều dòng khác nhau nha. Như em mình thì sẽ thích loại dòng gaming á. Mình thì sẽ là đang đi tìm gaming. Hiện tại thì đang có cái chú này đang tư vấn, cái anh này đang tư vấn là cái loại một loại dòng gaming này. Con thích máy nào? Máy trắng hay máy tím? Hay là máy đen? Nếu con sẽ chọn máy nào? Chọn máy này á. Các bạn ơi, mình đã mua xong máy tính cho em rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ ra lấy nha. Bạn ơi cho mình cái máy tính á. Hôm nay chị lên tầng 2 ngồi chờ đi nhé. Thì bạn ấy sẽ cầm hàng lên cho mình ở trên nhé. Cảm ơn bạn nhé. Bạn lên tầng 2 nha. Chào anh ơi. Vừa nãy thì là mình với cả em trai mình á, chọn cho em út của mình một cái máy tính đó là gaming. Cái này thì giá 28 triệu á. Tại vì em học bưu chính viễn thông nên là cũng cần cái loại gaming để kiểu để cho nó kiểu chạy cho nó mượt á. Các bạn ơi, máy tính bây giờ mình đã mua xong rồi này. À ngoài ra nha, mình ngoài em mình thi đại học á, thì cũng là ngày mai chính là ngày sinh nhật của em mình luôn á. Một em mình nữa này với cả mình sẽ bảo là sẽ mua một cái bánh để tặng em ấy luôn. Đấy, kiểu như là vừa là một món quà sinh nhật này, vừa là một món quà đại học luôn á. Mình rất là kiểu hai trong một vào á. Bây giờ thì cùng đi theo mình mua món quà đấy luôn nha. Giờ sẽ lên chọn bánh sinh nhật nha. Rồi, tới cửa hàng bánh sinh nhật rồi. Đây mình sửa rồi này. Mình chọn cho cậu Hải bánh sinh nhật thật đẹp nhớ chưa? Con chọn bánh đẹp hay bánh xấu nha? Đẹp hay xấu? Đẹp á? Anh chị ơi, và bây giờ sẽ chọn một cái bánh sinh nhật cho cậu Hải nhá. Chào bạn, mình xem bánh sinh nhật nhá. Ở đây thì có rất là nhiều bánh sinh nhật đây này. Cái bánh này thì sô-cô-la này nhìn cũng đẹp này đúng không? Này, con có thích bánh này không? Đây là cái bánh này này, nhìn đẹp không? Hay là cái bánh dâu này? Các bạn ơi, em mình là em trai nhá, thì sẽ lấy cái bánh nào sẽ đẹp nhỉ? Hay là cái bánh này này? Ô, bánh nhỏ này đẹp. Đây này, bánh nhỏ này á. Bánh nhỏ này chỉ hợp con ăn thôi, làm sao mà vừa cậu Hải ăn chứ. Cậu nếu mà cậu ăn thì đó, hôm nay phải có, chắc là ở nhà sẽ phải có một người, số người nữa cơ. Thế nên mình phải mua cái loại bánh hơi to một chút. Bánh này wow, đẹp mày. Ở đây có rất là nhiều bánh đẹp này, nhìn này. Nhưng mà bánh này hơi nhỏ nhá, mình sẽ xem cái mẫu bánh phía trên này. À, cái bánh này cũng được này. Cái mẫu bánh này giống mình mẫu bánh ở phía trên nha. Mình thấy ở đây cái bánh này nó rất là đẹp. Mẫu này cũng đẹp, mẫu kia cũng đẹp luôn. Mẫu này đẹp mà. Đâu đâu đâu, con thấy mẫu nào? Mẫu sô-cô-la này á. Ôi, cái mẫu đỏ đẹp đẹp này. Đấy. Đây phía trên này này. Các bạn ơi, nhiều bánh quá, nhìn hoa hết cả mắt luôn á. Không biết là sẽ chọn bánh nào cả ấy. Nha, hay là hết cửa hàng vài bánh chi nhau là đi. Ôi rồi, lấy hết cửa hàng bánh á. Trời ơi, ai ăn được thế đâu. À, bên kia vẫn còn á. Bây giờ mình sẽ sang phía bên kia nhá. Đây này. Phía bên này thì vẫn còn rất là nhiều bánh nha. Mẹ ơi, mở nha. Bây giờ mình ở đây mình nhìn thôi. Xong tí nữa thì mình sẽ mở. Có nhiều mẫu quá, mình không biết là chọn cái mẫu nào. Cái mẫu này nhìn có vẻ đẹp này. Mình ơi, mình chọn lấy một mẫu đi. Nhiều mẫu quá, mẹ hoa hết mắt rồi. Cái mẫu này rất hợp với Valentine nha. Đây là những mẫu màu trắng ở phía trên này. Xong phía dưới này. Sinh nhật các bạn á, thì các bạn sẽ thích cái mẫu Bia, nào? Bia, cái bánh kia mày chở thế nha. Ơ, hay là lấy cái bánh này. Bánh này được không con? Cái bánh này chở hết ra rồi. Thế á, mẹ chịu, mẹ không biết chọn bánh nào bây giờ. Hay ra hỏi cô Hoàng nhá. Thế cô Hoàng chọn bánh nào nhá. Các bạn ơi, vậy là chọn được bánh rồi các bạn ơi. Sau một hồi á, phải gọi cậu của Min vào chọn á. Thế nếu không là sẽ loạn hết cả mắt luôn á. Đây là cái bánh mà chị em mình chọn này. Đây này, cái bánh trắng này rất là nhìn rất là bắt mắt đúng không nào. Bây giờ thì sẽ viết tên ở phía trước nha. Viết thế nào nhỉ? Chúc mừng sinh nhật hay là gì? Hay là chúc đỗ đại học đấy? Chúc mừng sinh nhật thôi. Đấy, chúc mừng sinh nhật nha. Chúc mừng sinh nhật chúc Xuân Hải.
Hải, 18 tuổi. Sướng quá, vì vừa được cái máy tính là quà sinh quà đỗ đại học, vừa được cái bánh là quà sinh nhật luôn. Hôm nay mình đi mua rất là vui luôn á, lại còn gặp vào đúng thứ tư giảm giá nữa cơ. Ô, giảm giá này giảm giá 50% em nhỉ? Vâng đúng rồi ạ. Ngon quá. Thế là vào ngày thường là nó vẫn là bình thường đấy hả? Đúng rồi ạ. Được. Nhìn nè, bánh đã xong rồi nha. Bây giờ bánh này phải di chuyển từ Hà Nội về Bắc Ninh nữa các bạn. May là đi xe ô tô chứ nếu mà xe máy thì không biết là khi đi đường mà cái bánh này nó có giữ nguyên vẹn hay không. Bây giờ thì ra xe thôi. A few moments later. Đây Hải ơi. Máy mô hình này về Tăng Hải. Nè, ta thử đi. Xem máy này có thích không? Em nha, xem có thích máy này nha. Máy đây, máy đây. Con này có phải gaming không? Nhìn xem có thích không? Đây, cái ba lô này đẹp này. Mở ra nha. Xem máy này có ưng không? Đây, các bạn ơi, các bạn nhìn xem máy tính này có thích không nha. Đây là mình sẽ mở đây ra này. Máy đây, máy đây. Nữa này. Được không? Máy được không? Được. Đến giờ sinh nhật rồi các bạn ơi. Bánh đây, bánh đây. Bây giờ thì chuẩn bị gọi cậu Hải vào tổ chức sinh nhật nha. Cậu Hải ơi. Cậu Hải ơi, Hải ơi. Ơi. Cậu Hải ơi. Minmi, Minmi. Nè, vào sinh nhật nào, mà mới vào nào. Tôi mong một cái cô gì. Nhưng mà xin là bánh đời. Có gì, có gì. Mình Mi với cả bạn Mimi sẽ đội mũ này, cậu Hải sẽ đội mũ này. Cậu Hải lấy đội nào? Đây, Mimi đội này nha. Đấy, đưa lại đây cô đội cho. Còn ba em Mimi sẽ đội này. Em à? Em xa nha. Cậu Hải ơi, mũ sinh nhật này. Người nhẹ, người nhẹ. Đấy, các bạn ơi. Mình sẽ cho cậu Hải đội cái người nhẹ này nha. Nhưng mà thật ra là bây giờ mình 8 tuổi rồi mà bảo người nhẹ thì chắc chả ai đội đúng không? Chắc là cho chị Nga đội đi. Đây chị Nga cái đội thay cho cậu Hải. Chị Nga là con gái không được đây. Ôi đấy chủ nhân sinh nhật không có mặt ở đây à? Mẹ ơi, chị Nga là con gái không được rồi. Con này sao? Không có sao đâu. Con gái hay con trai thì đều là thích người nhẹ đúng không nào? Spider-Man đúng không? Bây giờ thì sẽ bỏ bánh ra này. Chúc mừng sinh nhật Xuân Hải 18 tuổi tròn nha. Ở đây có cái số 8 cho mình nhìn như là có S luôn á. Đây mình sẽ 18 này. 10. Hôm nay là sinh nhật cậu Hải được 18 tuổi luôn rồi đấy. Đáng là ngày mai mình sinh nhật cơ nhưng hôm nay là tiện là được tặng máy tính để tổ chức sinh nhật luôn. Vlog là sao nhá. Bây giờ xin chào bạn Lola.
thơm giói anh chị nào các bạn. Mẹ bảo thơm giói anh chị mà. Bé thơm giói nhỉ. Thơm giói thế nào? Thơm giói lại. Em mình vì ăn sinh nhật xong giờ hơi bấm nhắn rồi. Thôi giờ đi tắm đi. Chào anh chị nhá.